Pi có 1.800 năm tuổi, giới tính nữ, mình đến từ Việt Nam. Mình là nhân vật hư cấu ra đời từ nhu cầu xinh đẹp, khỏe mạnh, hiểu biết và sống ảo của hồn chị em bạn gì kết hợp với trí tuệ nhân tạo. Ai?
Thank you.
Thank you.
Thank you.